Dạ vâng. Em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, thì các bác nhà mình hôm vừa rồi bác nào mà mua hụt Toyota Highlander nhập Mỹ của em, thì hôm nay em lại về được một chiếc xe mà Toyota Highlander cho bác nhà mình đây. Cũng màu vàng cát luôn, vâng, cũng màu vàng cát. Hôm vừa rồi mà bác nào mà đang quan tâm đến Highlander mà chưa mua được thì xem được clip của em thì có thể là tham khảo chiếc xe nhé các bác nhé. Vâng, thì chiếc xe này của em nó là một chiếc xe một chủ từ đầu luôn, biển tỉnh Hải Phòng. Xe này gốc là cũng của một anh trong công an, anh để lại cho em. Con Toyota Lander này thì rất là nhiều bác mà đã đi Prado rồi thì đều đã bảo con Toyota Highlander này chạy còn sướng hơn cả Prado các bác ạ. Vâng, chạy sướng hơn cả Prado. Có lẽ là những chiếc xe mà được nhập khẩu từ Mỹ nó vẫn là khác các bác ạ. Con này là xe Nhật Bản nhưng mà lại xe là được xuất Mỹ các bác ạ. Xe xuất Mỹ. Con này của em nó là sản xuất 2011 các bác nhà mình nhé. Sản xuất 2011. Một chủ từ đầu, xe rất đẹp, zin toàn tập. Từ máy móc tất cả mọi cái, máy số. Con xe rất là chất và đẹp luôn. Và đặc biệt cái giá tiền này rất là hợp lý cho bác nhà mình. Chỉ có hơn 700 triệu nhưng các bác nhà mình đã sở hữu được một chiếc xe mà gầm cao lại còn 7 chỗ các bác ạ. Con này thì ngồi nó rất là rộng luôn. Rất là rộng các bác ạ. Rồi, các bác nhìn đây. Rộng thênh thang mênh mang luôn. Đằng sau cửa chắc lịch luôn. Vâng, những cái con Highlander này thì tìm được những con xe đẹp thì nó cũng rất là hiếm các bác ạ. Rất là hiếm luôn. Và chạy con này thì thực sự với các bác luôn, nó là quá là phê rồi các bác. Con này nó trên phân khúc của Toyota Venza. Mà Toyota Venza các bác nhá, chạy đã sướng rồi, chứ đừng nói gì là con Highlander này. Highlander chạy còn sướng hơn nhiều cơ. Tại vì nó dài. Nó dài và hệ thống khung gầm của nó, các bác đi nó bồng bềnh lắm. Nó có rất là êm, chứ nó không bị sóc đâu các bác. Những cái xe Toyota Highlander này toàn các bác có tầm các bác ấy đi thôi ạ. Những người biết chơi xe mới hiểu được giá trị của những chiếc xe Highlander này các bác. Vâng, thì vừa lấy em Khương cũng quay qua một vòng ngoại thất để cho các bác nhà mình cùng chiêm ngưỡng. Thì bây giờ em xin đi vào ý chính nha các bác nhá. Vâng, em Khương cũng xin vào cái đề luôn. Đây là em quay luôn cái máy cho các bác nhà mình. Con xe rất là đẹp luôn, cực đẹp luôn, và chạy được 8,2 xịn nha các bác nhá. Con này 8,2 xịn. Xe thì cũng em vừa mua xong. 8,2 xịn luôn. Cho các bác xem cái máy. Nhìn thì rất là sướng luôn. Những cái dòng xe đời này là phải mua xe chất các bác. Phải mua xe chất. Các bác đừng ham rẻ nhé. Phải mua những chiếc xe chất để các bác đi nó mới yên tâm. Em Khương cho bác xem nhé. Con này máy nó đẹp lắm. Đây các bác này, xe mộc mạc nha các bác nhé. Các bác nhìn này nó là thật này. Đấy. Các bác nhìn đó, tem mác đây. Tất cả các cái là còn nguyên hết luôn. Từ những cái mã số, những cái chiếc xe mà tiêu chuẩn mà Toyota mà xuất sang Mỹ là đều được dán những cái tem này các bác. Đều dán hết những cái tem ấy luôn. Và đây các bác có thể quan sát, nhìn từ những cái ốc chân máy của nó. Đây các bác này, từ ốc chân máy này vẫn còn nguyên hết luôn nha các bác nhé. Chưa tháo vặn, chưa mở và chưa thay thế gì luôn. Đây ạ. Các bác nhìn đây ạ.
từng con ốc nhá. Từ lắp dàn cò luôn các bác nhá. Con xe thì máy nó rất là tươi. À, vâng, cái cổ bô này thì của cái dòng này là nó là đều bằng sắt, cho nên các bác nhìn nó vậy ấy. Nhưng mà cái xe nó đẹp, nó đi ít thì cái cổ bô nó không bị muội, nó vẫn còn nguyên những cái ánh màu đồng đồng của cái cổ bô các bác. Chứ những chiếc xe mà chạy nhiều thì những cái này nó sẽ han này các bác này, nó sẽ han hết luôn. Đấy, và chạy những cái trời mưa đất cát nó sẽ han hết. Nhưng con này thì nó vẫn còn nguyên những cái màu đồng này của xe luôn. Và đây các bác có thể nhìn từ những cái gioăng mặt máy ấy, đây là nó vẫn còn nguyên zin của nhà máy từ những cái chấm sơn. À, đây xe của em Khương vừa mua về cho nên là nó vẫn còn bẩn, chưa vệ sinh các cái gì. Thì các bác có thể, những bác nào mà chưa am hiểu về xe nhiều thì có thể là nhìn nó bẩn thế thì các bác thấy chưa thấy được cái độ đẹp của nó. Nhưng con này khi mà về em Khương sẽ vệ sinh máy, em sẽ rửa lên nó sẽ rất là sáng. Tại vì cái xe nó có cốt rồi, cái xe nó có cốt ở đây các bác nhìn đây. Đấy, cái máy nó có cốt thì máy nó rất là tươi, cái gang của nó còn ánh lên luôn. Đấy, xe đời này là quan trọng nhất là những cái ốc chân máy này còn nguyên zin này. Đấy, và từ những cái keo mặt dàn cò luôn. Đấy, vẫn còn nguyên zin các bác nhé. Đây em lật cho bác xem nhé. Từ keo mặt dàn cò nó vẫn còn nguyên luôn. Bụi quá. Đây các bác này, từ con ốc này vẫn còn nguyên này. Đấy, mặt keo dàn cò đây vẫn còn nguyên các bác nhé. Đó. Này nó bụi quá. Này các bác này, từ những các cái chi tiết đai á, xe con này máy rất là tươi sáng luôn, từ tất cả những cái tem tiếc luôn. Con này thì zin 100% rồi các bác nhé, từ những cái ốc cabo các bác có thể quan sát, từ những cái lòng trong, những cái thảm. Rồi. Vâng. Cái xe đi ít thì cái chân máy nó không bị da các bác. Xe đi nhiều thì chân máy nó sẽ bị da và thay chân máy chân niếc. Đấy. Vâng đây. Em sẽ cho các bác nhà mình tiếp xem cái phần đèn. Đèn sáng choang nha các bác nhá. Pha sáng choang luôn, như mới luôn. Bên dưới cũng vậy. Sáng choang luôn. Từ những cái mặt ca lăng rồi từ những cái logo. Đây các bác nhìn đèn này khác gì mới đâu ạ. Đèn không khác gì mới các bác ạ. Thế nó mới sướng. Đèn như mới luôn, xe chạy được có 8 vạn. Quá ít. 8 vạn 2 các bác ạ. Quá là ít luôn. Về cái chất xe thì con này thì không có gì để phải chê rồi các bác. Từ tất cả những cái thân vỏ đều rất là đẹp luôn. Đẹp quá nhỉ. Dài rộng thanh thang luôn. Xe xuất Mỹ mà các bác. Từ cái đuôi này nhìn nó đã bẹ bẹ rồi đúng không ạ. Từ những cái chữ cái yết của nó rất là bóng đẹp luôn ạ. Đèn đóm cũng vậy, sáng quắc luôn. Cho các bác xem cái cốp này. Đấy, từng các con ốc đây các bác nhìn đây, lép như soli luôn. Từ các cái phần bình tán. Các cái phần nhựa của nó đây ạ. Cái hàng ghế này rất là tiện này các bác này. Bác nào mà đi xa các bác nghệ ngả hai ghế kia xuống thì các bác có thể ở đây các bác nằm, các bác gác chân lên đây luôn, hai người có thể làm được luôn. Đấy, rất là hay. Bác nào mà chưa biết cái tính năng đấy thì các bác hãy lên thử ạ. Đấy,
rất là bệ vệ luôn. Toyota Highlander. Con này nó chạy nó sướng hơn con Prado tại vì là nó được nhập Mỹ các bác ạ. Chạy là nó sướng hơn. Xe rất là đẹp luôn, từ những cái chi tiết tem mác, những các cái con ốc. Tất cả những cái chi tiết này đều led căng luôn. Ghế chỉnh điện, bơm ghế các kiểu. Tiêu chuẩn Mỹ này các bác này. Tem mác này rất là nhiều luôn. Tiêu chuẩn Mỹ các bác nó vẫn khác. Vô lăng con này thì không bàn rồi ạ. Vô lăng con này quá là đẹp luôn. Xe một chủ từ đầu các bác. Con này có cả ga cửa đuôi can trôn, ga tự động hết rồi. Bảng điều khiển của nó này các bác nhìn này, khá là sang trọng luôn ạ. Táp ly táp biếc led căng luôn các bác nhé. Cái đời này lắm xe là cái táp ly là nó rất dễ bị có cái vết móng tay rồi, rất dễ bị xấu. Nhưng cái táp ly của xe này thì không có gì phải bàn các bác. Từ những cái củ số củ yết đều rất là đẹp luôn. Xe chạy có 8 vạn 2 rồi các bác nhé. Xe rất mới luôn. Chắc, nói công nhận là chắc. Quá mới luôn. Này, con này, cái tem cái mác đây ạ. Cái nước sơn lỏng trong của nó rất là đẹp luôn. Sơn nguyên bản. Lòng trong nước sơn nguyên bản rất là đẹp. Này các bác này, đây đều có mã số hết. Những cái gòn rất mới luôn. Cái dòng này ngồi thì quá là rộng rồi. Em 1m7 đây nhưng mà ngồi rộng thênh thang luôn. Ghế đã trượt lên trượt xuống rồi nên ngồi sẽ rất là thoải mái. Tất cả trần nước là còn đẹp các bác nhé. Tất cả trần nước là rất là đẹp. Từ những cái đai, cái dây nước của nó, lòng trong thì nó quá mới rồi. Cánh cửa bên này đấy cũng vậy các bác. Tem mác đấy ạ. Con này thì nếu như bác chủ cũ sử dụng như này thì nó còn như là nguyên vẹn luôn các bác. Có chăng nó chỉ là những cái hao mòn theo thời gian thôi. Còn đâu tất cả cánh cửa rồi là mọi cái, các cái chi tiết máy móc, tất cả mọi cái là còn nguyên bản hết luôn. Và còn rất là mới ạ. Đây các bác này, cái hộp này thì các bác có thể sử dụng mở ra này, các bác có thể sử dụng này. Rất là tiện luôn này. Đấy. Là một cái hộp đồ cất ở trong đây này. Đấy. Hàng điều hòa phía sau các bác có thể tự điều chỉnh được luôn. Cánh cửa, cánh nước từ các con ốc của nó đều rất là đẹp, không có bị han gì hay là bị gì cả các bác. Chắc lịch luôn. Đây. Ba nhìn đã. Đấy. Nét căng luôn. Những cái lòng trong này của nó đây. Cái xe nó đẹp thì nó đẹp từ những cái mà nhỏ nhất các bác. Và con này thì nó quá mới rồi. Các bác bảo xe chạy có 8 vạn 2 thì nó là quá đẹp rồi các bác. 2011. Lòng trong rất là đẹp luôn, sơn nhá.
táp ly cũng vậy, táp ly mới đấy, các cái chi tiết của nó còn nguyên vẹn luôn các bác, từ vô lăng còn nguyên vẹn mới, từ tất cả những các cái chi tiết tiểu tiết đấy, nó đều rất là đẹp. Dạ vâng, thì vừa rồi em Khương cũng quay cho các bác rất là chi tiết một chiếc xe Toyota Highlander. Con này thì xuất nhập Mỹ rồi các bác ạ. Vâng, thì chiếc xe này sản xuất 2011, một chủ từ đầu, xe chạy 8,2 xịn các bác nhé. Vâng, vậy thì chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán cho các bác nhà mình với mức giá là 745 triệu đồng. Vâng, 745 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999. Cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.